Những câu chuyện liên quan đến việc võ sư Canada thách đấu với Tuấn Hạc hay muốn gặp mặt giao đấu với Johnny Chí Nguyễn đang làm mất đi vẻ đẹp, tinh thần cao thượng của võ học. Bắt nguồn từ hai chiến thắng không thực sự thuyết phục, người ta lại nhắc tới Tuấn Hạc, người từng đả bại Forrest ở Hà Nội vào năm 2009. Mọi chuyện cứ như thế đấy được đẩy lên cao trào. Do bất phục Forrest nên nhiều cao thủ võ và vận động viên chuyên nghiệp muốn đấu với võ sư Canada và nó đã tạo ra những thông tin hỗn loạn với võ Việt năm 2017 thách đấu không phải chuyện quá mới, nhưng thực ra ở Việt Nam đều đó là sai luật. Ông Trương Ngọc Đẻ, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam thường nói, chuyện các nhà vô địch của môn võ này chạm trán với các nhà vô địch môn khác vẫn là một ước mơ, vì hiện nay luật pháp Việt Nam đâu cho phép những cuộc thách đấu. Những cuộc thách đấu chưa có hồi kết làm dậy sóng võ Việt Nam của võ sư Canada Phái Vịnh Xuân Nam Anh. Ông Pierre Forrest thực ra bắt đầu từ tháng 4 năm 2017. Thời điểm đó Forest muốn về để thử tài trưởng môn Nam Hình Đạo ông Huỳnh Tuấn Kiệt. Khi không gặp được Tuấn Kiệt, Forrest đã giao đấu và giành chiến thắng trước hai võ sư thấp bé hơn là Đoàn Bảo Châu Karate và Trần Lê Hoài Linh Vịnh Xuân. Thậm chí ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam nói, luật pháp nước ta không cho phép võ sư Tuấn Hạc giao đấu với Forrest. Trước đó chính ông Giang cũng từng bật đèn đỏ cảnh báo Forrest không nên tới võ đường Nam Hình Đạo để thách đấu với Huỳnh Tuấn Kiệt. Điều này có nghĩa dù với mục đích gì thì thách đấu ở Việt Nam là phạm luật. Tuấn Hạc cũng từng nói sẵn sàng giao đấu với Forrest nhưng phải nhận được sự đồng ý của chính quyền. Song Forrest thì cho rằng như vậy là quá rắc rối nên sau 2 năm cả hai vẫn chưa thể gặp mặt. Với Johnny Trí Nguyễn cũng vậy, Pri Forrest hẹn gặp mặt nhưng phía Trí Nguyễn chưa nhận được thông tin nào. Đó là lý do họ không thể gặp nhau vào chiều 26 tháng 2. Pri Forrest hiểu việc gặp mặt giao lưu đầu võ học hỏi kinh nghiệm cả hai bên cùng tiến bộ là một nét đẹp nó thể hiện tinh thần thượng võ nhưng có vẻ võ sư Canada đang làm không đúng hướng. Người học võ không thích sự ồn ào, vì vậy một cuộc giao lưu, nếu có thì chỉ là chuyện riêng của hai người, chứ không nên phơi bày cho cả thiên hạ biết. Thắng thua trong một lần giao lưu võ học cũng là điều bình thường, nếu người ta không làm mọi thông tin dối bời lên. Việc Pierre Forest để thua Tuấn Hạc vào năm 2009 cũng vậy, nó sẽ không làm mạng xã hội dậy sóng nếu Forest để mọi thứ lắng xuống. Đừng làm mất đi vẻ đẹp và tinh thần thượng võ bằng những chiêu trò thời hiện đại. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Forrest đang lợi dụng Huỳnh Tuấn Kiệt và Johnny Chí Nguyễn, Tuấn Hạc. Chuẩn võ sư Canada Pierre Forrest gây xôn xao trong thời gian qua là vì mục đích gì? Từ năm ngoái 2017 cho đến thời điểm này, chuẩn võ sư Pierre Forrest đã hai lần về Việt Nam để giao lưu võ học và nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông nước nhà. Trước đó ông gây chú ý nhiều nhờ vào việc chỉ trích trưởng môn Nam Hình Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt, gọi đó là môn võ truyền điện lừa bịp. Điều này khiến môn phái của Huỳnh Tuấn Kiệt phải ra thông cáo phủ nhận thông tin trên. Về Việt Nam với mục đích tỉ thí cùng Huỳnh Tuấn Kiệt, nhưng Priya Forest bất ngờ đặt chân tới Hà Nội trước để thi đấu với võ sư Đoàn Bảo Châu và sau này là Trần Lê Hoài Linh. Hai trận đấu ấy ông đều thắng, gặp mặt võ sư Tuấn Hạc không thành, Priya Forest bay vào thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt võ sư huỳnh tuấn kiệt và bày tỏ ý muốn giao đấu trưởng môn nam hình đạo yêu cầu cuộc đấu phải công khai minh bạch và vì thế prier về nước trước khi trở lại vào đầu năm nay để giao lưu với johnny trí nguyễn sâu chuỗi những câu chuyện của prier nhiều người cho rằng ông đang lợi dụng làng võ việt để được nổi tiếng theo quan điểm của tác giả điều này có phần chính xác nhưng mục đích của ông có thể xa hơn thế võ sư đoàn bảo châu vốn học võ karate có nhiều tiếng tăm trong xã hội vì vừa giỏi võ vừa là nhà thơ nhà văn nhà báo đã lên tiếng thách đấu Pria Forest trước và ông nhận lời tham chiến điều đó giúp Forest dễ dàng nhận sự chú ý từ dư luận và báo giới vậy nhưng chuyến đi năm 2017 của Pria Forest Vịnh Xuân Nam Anh không chỉ có mục đích cho bản thân mình ngoài võ sư Đoàn Bảo Châu những đối thủ còn lại của Pria Forest đều là có những điểm chung theo đó võ sư gạo cội Trần Lê Hoài Linh vốn là cao thủ Vịnh Xuân và võ sư Tuấn Hạc cũng tương tự. Thực trạng cho thấy, môn phái Vịnh Xuân Quyền ở Việt Nam đang có nhiều lò đào tạo võ khác nhau, mà chưa ai thực sự là một thế lực lớn. Ngay cả Vịnh Xuân Nam Anh cũng vậy. Ở thành phố Hồ Chí Minh họ có một cơ sở đào tạo khá nổi tiếng, nhưng ở ngoài Bắc, Vịnh Xuân Nam Anh vẫn chưa thể thâm nhập vào thị trường. Do đó nhiều người cho rằng, chuyến đi của võ sư Forrest và ngay sau đó là sự xuất hiện của võ sư Nam Anh tại Việt Nam năm 2017 có mục đích lớn là quảng bá hình ảnh Vịnh Xuân Nam anh vốn đang có trụ sở ở Canada. Ngay cả con gái của võ sư Nam Anh khi đó cũng tạo bão trên truyền thông với vẻ đẹp và khả năng võ công ở tuổi 17. Về phần Huỳnh Tuấn Kiệt, có thể thấy ông bị Pierre Forest lợi dụng cho chuyến du đấu Việt Nam. Huỳnh Tuấn Kiệt là một cao nhân võ học đúng nghĩa với môn phái Nam Hình Đạo hiện có hơn 10.000 học viên. Trong giới võ, ông Kiệt là một cao thủ có tiếng tăm lớn. Ở ngoài xã hội, ông tạo chút tai tiếng với bài truyền điện nhưng điều đó là quá đủ để dư luận quan tâm tới màn đấu khẩu mà Perea Forest đã khôn khéo lồng ghép quảng bá cho môn phái Vịnh Xuân Nam Anh của mình khi tốn Kiệt học lỏm bài võ Mộc Nhân. Lần về Việt Nam năm 2018 này, trong vô vàn những lời thách đấu, Perea Forest đã chọn Johnny Chí Nguyễn và một lần nữa là Tuấn Hạc. Rõ ràng Tuấn Hạc chẳng ngán chạm chán lại bại tướng cũ, nhưng cũng chẳng ham hố chuyện tầm phào. Còn Forest, ông biết rằng chẳng cần phải đánh nhau Danh tiếng của mình cũng đã đủ lan truyền khắp các mặt báo. Hôm 28 tháng 2 vừa qua, có lẽ Pierre Forest đã hoàn thành chuyến về Việt Nam lần nữa của mình. Ông hứa rằng một năm sẽ về Việt Nam hai lần, nhưng liệu vào mùa thu tới, ông sẽ chọn ai để võ mồm hay là sẽ thay đổi để tham dự vào một cuộc giao đấu thực sự? Nếu thấy video thú vị, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận. Dù đã nhận lời thách đấu của nhà vô địch boxing SEA Games 28 Trương Đình Hoàng, nhưng võ sư Forrest lại bất ngờ về lại Canada mà không hẹn ngày quay lại Việt Nam. Theo thông tin từ phía những người bạn của Forrest tại Việt Nam, sau khi gặp được Johnny Trí Nguyễn vào chiều tối 27 tháng 2, Forrest đã thăm một số bạn bè tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lẳng lặng về lại Canada. Điều mà dư luận quan tâm đó chính là việc trước đó Forrest đã nhận lời thách đấu của võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng thậm chí chính nhà vô địch boxing SEA Games 28 còn cho biết anh sẽ xuống tận thành phố Hồ Chí Minh để tỉ thí với võ sư người Canada nếu lời thách đấu được chấp nhận. Về lời thách đấu này, Forrest cho biết ông chỉ nghe thông tin qua báo chí chứ Trương Đình Hoàng chưa liên hệ trực tiếp với ông. Tuy vậy võ sư của Vịnh Xuân Nam Anh chia sẻ rất có thể sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 6 tới đây. Khi đó nếu Trương Đình Hoàng muốn thách đấu, hãy chủ động liên hệ, ông sẽ nhận lời. Sau khi nhận được thông điệp trên từ Forrest, Nhà vô địch boxing SEA Games 28 cho biết sẽ chờ đợi Forrest quay trở lại Việt Nam và nhờ người liên hệ với võ sư này để đưa ra lời thách đấu. Cùng với đó, Trương Đình Hoàng cho biết anh sẽ xin giấy phép để tổ chức một trận đấu hợp pháp đúng với quy định của pháp luật Việt Nam. Làng võ thuật nói riêng và giới thể thao Việt Nam nói chung lại thêm một phen dậy sóng đầu xuân do sự xuất hiện của võ sư Forrest với lời thách đấu gửi đến cao thủ Tuấn Hạc. Năm 2017, võ sư Flores đã khuấy động làng võ Việt Nam với hai trận đấu cùng võ sư Carretado Đoàn Bảo Châu và võ sư Vịnh Xuân Trần Lê Hoài Linh. Cả hai trận đấu này Flores đều nhanh chóng chiến thắng áp đảo, nhưng không nhận được sự tâm phục từ giới võ thuật vì sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác, thể hình, thể trọng. Chiến thắng của Flores chẳng vẻ vang gì vì đối thủ chỉ là những ông già thấp bé nhẹ cân, đặc biệt cú đá thẳng vào mặt võ sư Đoàn Bảo Châu của Flores khi ông Châu đã ngã bị cho là không phép play. Tuy nhiên trước đó vào năm 2009, một trong những trận đấu võ đường phố tại Việt Nam với sự chủ động thách đấu từ phía Flores, vị võ sư đến từ võ đường Vịnh Xuân Nam Anh tại Canada đã bị võ sư Phạm Anh Tuấn, tức Tuấn Hạc hạ đo ván một cách nhanh chóng. Trận đấu giữa Flores và Tuấn Hạc cũng được camera ghi lại, đủ cho thấy bản lĩnh sức mạnh của võ sư Việt Nam trước một đối thủ ngoại quốc. Trận đấu này được xem là công bằng vì so với Forrest Tuấn Hạc có tuổi tác tương đương, thể hình và thể lực không kém cạnh. Tuy nhiên, Forrest lại biện hộ rằng ông bị thua bởi đối thủ mời cà phê trước trận đấu nên đã bị say. Năm 2017, trong một chuyến sang Việt Nam của Forrest, có nhiều lời đồn đại Forrest thách đấu Tuấn Hạc để đòi món nợ năm xưa, nhưng trả lời với truyền thông, võ sư Tuấn Hạc cho biết anh không hề nhận được bất cứ lời thách đấu nào chính thức từ phía Forrest và đại diện. Anh cho biết sẵn sàng tiếp Flores bất cứ lúc nào. Không thách đấu Tuấn Hạc, nhưng Flores liên tục gửi lời thách đấu đến võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, trưởng môn phái Nam Hình Đạo, thậm chí kéo cả ekip đến võ đường môn phái này để đòi gặp bằng được ông Huỳnh Tuấn Kiệt. Đầu năm 2018, Flores lại đến Việt Nam với lời thách đấu tái đấu với võ sư Tuấn Hạc. Phản hồi của vị võ sư Việt Nam vẫn không thay đổi, nghĩa là sẵn sàng giao đấu trên tinh thần thượng võ. Tuấn Hạc cũng cho biết, giữa anh và flores không thể thiết lập quan hệ bạn bè trước đó võ sĩ cung lê người mỹ gốc việt cũng tuyên bố sẵn sàng tiếp chiêu và cho flores nếm mùi thất bại tuy nhiên không có phản hồi từ võ sư flores đại diện liên đoàn võ thuật nghệ an võ sư bùi duy vinh cũng khẳng định nếu flores thách đấu sẽ cử đại diện đón tiếp trên tinh thần thượng võ nhưng cũng không có lời thách đấu nào đối với giới võ thuật nghệ an của flores Võ sư Bạch Ngọc Quảng của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam cho rằng cách hành xử của Forrest là hiếu chiến. Tuy chưa nắm được thực lực của Forrest, tuy chưa nắm được thực lực của Forrest, do những trận đấu của ông này gần đây đều với đối thủ không cân sức, nhưng nhìn chung dư luận không cho rằng Forrest có cách ứng xử thượng võ. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để